Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính chào quý tội tôi, Chúa, kính chào các bạn chị em. Mỗi buổi sáng thì lại mấy luôn. Sự thâm tí của Ngài. Amen. Amen. Chúng ta tin rằng là sáng nay mới hơn sáng hôm qua không ạ? Amen. Và cảm ơn Chúa. Thánh Linh hãy dẫn chúng ta theo cách mới của Thánh Linh, không theo cách cũ của văn tự. Amen. Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau mở trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 33. Ê-phê-sô đoạn 5 từ 21 đến 33. Hãy phụng thuộc nhau vì kính sợ Chúa cứu thế. Hỡi các người làm vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ như Chúa cứu thế là đầu hậu thánh. Hậu thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là đấng cứu thế của thân thể. Như hậu thánh tùng phục Chúa cứu thế thì người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc. Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hậu thánh và hiến thân Ngài về hậu thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi đã thân tẩy bằng nước và đạo, để trình ra cho chức Ngài một hội thánh vinh quang, không tì đổ, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn chỉ. Cũng thế người chồng hãy yêu vợ như chính bản thân chồng yêu vợ là yêu chính bản thân mình. Chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng hay sóc nó. Chúa cứu thế cũng nuôi dưỡng chăm sóc hội thánh như vậy. Vì chúng ta là các phần của thân thể Ngài, vì lý do này đàn ông sẽ lìa cha mẹ và kết thiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân. Quyền nhiệm này thật vĩ đại. Tôi nói đến Chúa cứu thế và hội thánh. Tuy nhiên mỗi người trong anh chị em phải yêu thương vợ như bản thân mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Có ai có khác điều gì khác lạ không? Như là buổi nhóm mà chúng ta không phải là tiệc cưới đúng không ạ? Không phải là hôn nhân. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời để làm cho chúng ta hạnh phúc. Amen. Amen. Lời Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho chúng ta con đường chúng ta phải theo. Tôi nói về hôn nhân và hội thánh. Amen. Ở đây lời của Chúa nói về hôn nhân và hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa trong Thi-thiên nhất đoạn 2, đoạn 1 câu số 2 thì nói rằng là chúng ta được chọn lựa, được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời là Cha, được thánh hóa bởi Thánh Linh để phong phục, và được rải huyết bởi Chúa Giê-xu. Như vậy mỗi một người của chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta có Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh hành động trên đời sống của chúng ta, tẩy sạch thánh hóa chúng ta để chúng ta trở thành đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời và cũng trở thành của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Sự thờ phượng phải lẽ đó là của lễ sống và thánh. Mà của lễ sống và thánh là của lễ đẹp lòng của Chúa Trời. Amen. Như vậy thì hội thánh của Chúa đã được thánh hóa rồi. Amen. Trở thành một dân thánh, dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời rồi. Amen. Như vậy thì vợ và chồng cũng đã được thánh hóa rồi, là hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Nên hội thánh của Chúa và hôn nhân. Và Chúa nói ở đây thì Chúa nói rằng quyền nhiệm này thật vĩ đại. Hôn nhân cũng là một cái sự mầu nhiệm, một cái sự cao siêu mà chúng ta khó hiểu. Và nhiều lúc chúng ta bước vào trong hôn nhân là chúng ta cũng không hiểu được cái hôn nhân cho nó rõ ràng, cho nó sâu nhiệm. Nhưng mà ở đây Phaolô muốn nói về hội thánh của Chúa. Chúa Giê-xu là đầu, hội thánh là thân, và vợ chồng, chồng là đầu, hội thánh là thân. Amen. Một cái sự so sánh quá nhiệm kỳ và gọi là sự huyền nhiệm, đó là sự mầu nhiệm
nó cao siêu và vượt qua trí hiểu của con người. Amen. À, xin đừng ai giận tôi nha. Tôi thẳng thắn giảng lời của Chúa Trời. Amen. Chúng ta hãy cùng phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế. Chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế, qua Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta được cứu, được thánh hóa. Thì chúng ta phải kính sợ Chúa Cứu Thế và chúng ta thuận phục nhau. Có nghĩa là chồng, vợ cũng phải thuận phục nhau. Amen. Amen. Đây là câu nói chung không ạ? Nhưng mà tiếp tục câu 22 này, hỡi các người làm vợ hãy cùng phục chồng mình như cùng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thánh thể nhà, mà chính Ngài đã đắc cứu thế của thánh thể. Như hội thánh tôn phục Chúa Cứu Thế thì người vợ cũng tôn phục chồng trong mọi sự. Amen. Hỡi những người làm vợ hãy tôn phục chồng mình như hội thánh tôn phục Chúa Cứu Thế. Bởi vì Chúa Cứu Thế là Chúa của hậu thánh. Hậu thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là đấng cứu thế của thân thể. Amen. Nên là hậu thánh phải luôn luôn vâng phục Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta bây giờ chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong chúng ta. Câu này ai cũng hiểu và ai cũng biết. Có như chúng ta đã chết, nhưng mà bây giờ qua Chúa Cứu Thế chúng ta được sống lại. Giống như bà mục sư vừa rồi có hát cái bài hát là nói về Phaolô, nói rằng là ai sẽ cứu tôi ra khỏi thân thể ai chết này. Và cảm ơn Chúa, giờ Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Ông nói trong Roma đoạn 8 câu số 10, ông nói rằng là nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh chị em thì một mặt thân thể chết vì cớ tội lỗi, mặt khác thì tâm linh sống vì cớ sự công chính. Trong Chúa Cứu Thế Giêsu và dòng huyết của Chúa rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết để chúng ta hầu việc với Chúa Trời hàng sống. Thì Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng làm cho tâm linh chúng ta được thánh hóa, tâm linh chúng ta được sống lại, chúng ta được cứu. Nhưng mà thân thể chúng ta cũng ở trong sự chết, phải vậy không? Nhưng mà câu 11 nó rõ ràng rằng là nhưng mà thân linh của đấng đó làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, đấng là làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại đó ở trong anh chị em, nó làm cho thân thể ai chết của anh chị em sống lại. Amen. Như vậy Chúa Giêsu làm cho tâm linh chúng ta được sống lại, còn thân linh Chúa Trời làm cho thân thể ai chết chúng ta sống lại. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta đang sống đây, vẫn sống trong xác thịt đây. Cái xác thịt này nó khác với xác thịt hồi xưa. Xác thịt hồi xưa là xác thịt hay chết, làm những công việc chết, ở trong vương quốc của sự chết. Nhưng mà bây giờ đã đến vào vương quốc của sự sống, chúng ta vẫn là ở trong xác thịt, nhưng mà xác thịt này đã được thánh hóa rồi, trở thành một của để sống và thánh. Và đó là sự thờ phượng phản lễ của chúng ta đối với Chúa Trời. Amen. 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 Chúng ta là thánh rồi. Nên đối với chúng ta, chồng, vợ cũng là người thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong thuộc linh, chúng ta biết rằng Chúa đặc để người chồng là đầu vợ. Những người vợ sẵn sàng amen không? Amen. Chúa Giêsu là đầu hậu thánh, thì chồng là đầu vợ. Hậu thánh phục tùng Chúa Giêsu thì vợ cũng phục tùng chồng của mình trong mọi sự. Amen. Amen. Đây là sự mầu nhiệm mà chúng ta hiểu lắm, cái hiểu sơ sơ gì đó, hiểu theo cái lời dạy dỗ của các mục sư chúng ta hiểu tới đó thôi. Nhưng mà trong thánh linh của Chúa Trời chúng ta phải hiểu một cách sâu nhiệm hơn nữa. Amen. Bởi vì Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Thánh Linh thông hiểu mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Nên là cái sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời bày tỏ qua hôn nhân ban đầu, Đức Chúa Trời nhìn thấy Adam, rồi sau đó Ngài thấy Adam cô đơn, không tốt, ở một mình thì không tốt, nó cô đơn, nó thiếu thốn,
nó gì đó nó không có đầy đủ, nó khó chịu lắm. Đó là ở một mình thì không tốt như vậy đó. Nên Chúa mới cho Adam của mẹ và rút cái xương sườn của Adam và dựng nên một người nữ. Amen. Mà khi dựng nên một người nữ rồi thì đem đến cho Adam, thì Adam nói rằng em, người này là xương bởi xương tôi, thì bởi thịt tôi mà ra, thì này được gọi là người nữ, thì bởi từ người nam mà có. Amen. Như vậy thì sau đó Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho Adam và Eva để họ theo lời của Chúa rằng là Chúa dựng nên con người, và điều kế tiếp đó là sinh sản thêm nhiều làm cho đầy đất. Nên Ngài thiết lập hôn nhân, amen, và cho họ sinh sản, phải không? Họ cầm mũi với Đức Chúa Trời, trò chuyện với Đức Chúa Trời, không cầm bàn thờ, không cầm gì hết. Nhưng mà khi con người phản tội rồi thì con người phải lập bàn thờ, phải dâng tế lễ, phải cầu khẩn Đức Chúa Trời mai ra gặp Chúa. Phải vậy không? Rồi tới đền thờ tạm, rồi đến đền thờ Jerusalem. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì sao? Không còn Thánh Linh, không còn ngự trong đền thờ Jerusalem nữa. Nhưng mà ngự trong đền thờ là chính Chúa Giêsu. Amen. Rồi sau đó ngự trong đền thờ chính là hậu thánh của Chúa. Mỗi chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta là của lễ sống và thánh để làm Đức Chúa Trời. Bởi Ngài đã hoàn toàn làm việc qua đời sống của chúng ta. Như vậy thì ở trong Chúa Giêsu, hỡi những người làm vợ hãy tôn phục chồng mình như tôn phục Chúa, vì chồng là đầu vợ như Chúa Cứu Thế là đầu hậu thánh, hậu thánh là thân thể Ngài và chính Ngài đấng Cứu Thế của thân thể. Như vậy thì hậu thánh tôn phục Chúa Cứu Thế thì người vợ cũng tôn phục chồng trong mọi việc. Ngài là Chúa Cứu Thế của hậu thánh. Ngài cứu hậu thánh. Amen. Ngài cứu hậu thánh. Ngài làm Chúa Cứu Thế hậu thánh. Ngài làm đầu hậu thánh. Và Ngài nói rằng là chồng là đầu vợ, vợ bởi vì ra nữ chồng của mình, và chồng là đầu vợ nên vợ phải quan phục. Amen. Chúng ta có thể có thói quen nhỉ? Nhiều người vợ hay lãnh đạo chồng lúc điều khiển từ xa, mà chồng không làm theo là chồng, phải vậy không? Mình hay giận bởi vì người khác không làm theo ý của mình, nên sinh ra rất là nhiều chuyện. Nhưng mà nếu mà người vợ văn phục như là một cách văn phục Chúa Cứu Thế thì chúng ta thấy rằng hôn nhân đó rất là tuyệt vời. Amen. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì suốt đời chẳng khi. Amen. Amen. Mấy ông chồng thấy có vui sướng không? Nếu mà vợ mà thuộc một chồng mà ông chồng vui không? Chắc chắn là vui sướng vô cùng luôn á. Mà nhớ là người vợ là người được dựng nên để giúp đỡ, đúng không? Amen. Cái địa vị của mình là giúp đỡ, chứ không phải địa vị của mình là lãnh đạo. Amen. Có nghĩa là chồng thiếu cái gì đó, phần nào đó chưa hoàn hảo, chưa đủ, thì người vợ sẽ giúp đỡ. Và tôi tin rằng là Đức Chúa Trời đã đặt kể người vợ là người giúp đỡ, thì chắc chắn người vợ có ơn giúp đỡ. Amen. Còn nếu thiếu ơn thì quỳ gối xin Chúa cho con thêm ơn, vợ vì con chồng này quá sức của con rồi, phải không? Ờ, không chịu hết nổi rồi, xin Chúa thêm ơn cho con để con có thể giúp đỡ ông chồng của con, để ông chồng của con được trở nên tốt hơn và thành công trong chức vụ của mình. Amen. Amen. Được không các cái phụ nữ? Amen. Cảm ơn Chúa. Nó là phải tuân phục chồng trong mọi việc á. À, chúng ta, tôi đang nói là chúng ta đang ở trong Chúa nha. Chúng ta đang ở trong Chúa, chứ không phải là chúng ta ở ngoài đời. Nên khi chúng ta ở trong Chúa thì lời Chúa dạy cái gì thì vợ phải văn phục chồng trong mọi việc, có nghĩa là trong Chúa. Có câu kinh thánh của nó là vợ phải phục tùng chồng trong mọi việc, trong Chúa. Amen. À, nếu mà ông chồng nó không cho đi nhớ, ông chồng nó không cho cầu nguyện, cho đọc kinh thánh, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cách khôn ngoan để chúng ta có thể không thể nào mà bỏ cái sự văn phục Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ưu tiên hàng đầu trong việc văn phục Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì Đức Chúa Trời là trên chồng của mình, phải không? Chúa Giêsu đó là đầu hậu thánh,
chồng cũng là người trong chi thể trong bộ thánh. Amen. À, như vậy thì người chồng phải hiểu và phải biết được rằng là không phải dùng quyền của mình để rồi nắm áp vợ, hay là dùng quyền của mình để áp chế, hay là tấn công, hay là đủ mọi việc khác. Chúng ta còn là như vậy. Tôi tin chắc rằng là qua lời của Chúa thì những người vợ trở thành những người rất tuyệt vời, trở thành những người tài đức. Amen. Không thể tìm được. Amen. Giá trị nàng trỗi hơn chồng ngọc, phải hay không? Cảm ơn Chúa. Quý phụ nữ có muốn mình trở nên quý hơn cả chồng ngọc không? Amen. Thì mình cứ hãy làm theo lời của Chúa. Amen. Hãy là một người vợ tốt, và quý vị sẽ tìm thêm rất là nhiều câu kinh thánh, nhiều câu kinh thánh nói về người vợ, người nữ như thế nào. Thì chúng ta hãy làm theo điều đó để chúng ta trở nên vinh quang. Amen. Tất cả lời dạy của Chúa là tốt lành cho chúng ta mà thôi. Rồi tôi nói về cái người chồng. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh. Những ông chồng thật sự có yêu vợ không? Biết ông có yêu vợ mình không? Có không? Nhưng mà có yêu như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh không? Có nghĩa là yêu nhưng mà phó chính mình vì vợ. Chúa Giêsu yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh, thì chồng cũng yêu vợ và phó chính mình vì vợ. Có nghĩa là sẵn sàng hy sinh vì vợ. Amen. Các ông có amen không? Yêu quá nha. Tôi nói với những người phụ nữ nè, người phụ nữ chúng nó lại văn phục chồng trong mọi việc rất dễ, không có gì khó đâu, nhờ Chúa làm được mọi sự. Nhưng mà cái ông chồng á, là ông phải hy sinh, nó lớn lao hơn nhiều. Amen. Hy sinh vì vợ của mình. Amen. Có nghĩa là sẵn sàng chết vì vợ. Amen. Nói phải không? Vừa rồi tôi với thầy Nhâm đến xây dựng một gia đình. Gia đình này hầu như là hôn nhân của họ không còn tình yêu thương. Họ chán với nhau quá. Chồng cũng không nhường nhịn vợ, vợ cũng không nhịn nhường chồng, rồi kiện cáo nhau đủ mọi. Tôi thấy nó cũng, mình khuyên cũng hơi khó. Bây giờ họ cũng còn cái gì để nói là luôn luôn nói chia tay. Bây giờ phải làm sao đi? Những lần khuyên hầu như là nó cũng nước đổ đầu vịt. Lúc này quý vị biết Thánh Linh phán gì không? Thánh Linh phán một câu thôi. Tại sao Chúa Giêsu sinh ra là một người nam? Quý vị suy nghĩ đi. Tại sao Chúa Giêsu sinh ra là một người nam? Bởi vì trên thế giới này có hai loại người, một người nam và một người nữ, đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu không sinh ra là một người nữ, nhưng mà Chúa Giêsu sinh ra là một người nam. Amen. Amen. Quý vị có hiểu không? Có ai hiểu như thế nào không? Các ông thấy tại sao Chúa Giêsu sinh ra là một người nam? Ai có cái ý gì mình nói lên đi. Theo lời Chúa là người nam là người hy sinh. Người nam là phải hy sinh, đúng không? Đó con chưa. Còn ai có ý nào khác nữa không? Dạ, mình xưa hay Chúa thuộc về sự lãnh đạo. Là thuộc về người lãnh đạo, đúng không? Là phải hy sinh. Phải hy sinh. Amen. Thì Chúa không sử dụng người để amen. Có ai có ý kiến nào khác nữa không? Những người phụ nữ biết rằng là tại sao Chúa Giêsu sinh ra là người nam không? Người nói là người nam ít nói. Người nam ít nói mà. Người nữ thì nói gấp đôi. Bởi vì người nam thì nói mỗi ngày thì
tối đa là 15.000 từ, với một người nữ tới 30.000 từ. Khi các linh thác rằng là tại sao Chúa Giêsu sinh ra là một người thác, thì tôi hiểu ngay rằng là cái người chồng á phải như thế nào. Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh vì hội thánh. Amen. Chúa Giêsu giống như chiên con dẫn lấy hàng lòng thịt, như chiên cấm trước mặt kẻ hết lòng, ngài chẳng từng mở miệng. Nhưng mà khi ngài mở miệng á, thì ngài nói rằng là xin cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Những người chồng chúng ta nó giống như Giêsu như vậy, hay là cái hơn thua với vợ, có yên lặng không? Amen. Có sẵn sàng hy sinh không? Amen. Hay là cứ hơn thua cứ cãi nhau? Chúa lên ở những người nam hãy giơ tay thắp sạch lên trời cầu nguyện, chớ có cãi cọ và giận dữ. Phải vậy không? Có phải là người nam là người mà đem phước cho gia đình của mình không? Có phải là người nam mà người mà Chúa sức dầu rồi Chúa đổ phước xuống trên người? Nên khi Chúa Giêsu được sức dầu, Chúa Giêsu được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Chúa Giêsu được sức dầu, và Chúa Giêsu tuyên bố rằng thần của Chúa ngự trên ta, và ngài sức dầu cho ta làm giảng tin lành cho kẻ nghèo, ngài đã sai ta đây cho kẻ tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ thà hiếp được tự do, và đồn ra 5 lần của Chúa. Amen. Khi Chúa Giêsu đến là Chúa Giêsu tuyên bố sự tự do, Chúa Giêsu đem con người ra khỏi sự nô lệ của Satan, đem ra khỏi sự mù lòa mù lưng, phải thờ cúng hoàng tượng, thờ lại người chết, quỳ lại đủ mọi nơi mọi chỗ, mù lòa không nhìn thấy được, Chúa Giêsu đem đến sự tự do. Amen. Sáng mắt đã nhìn thấy, thậm chí tục lưng nhìn thấy Chúa Trời của mình đấng mình được thờ phượng như thế nào, đấng được thờ phượng như thế nào, không còn thờ phượng những cái gì ngày xưa mà thờ nữa, và chúng ta bị áp bức đủ mọi điều, đau ốm bệnh tật nghèo đói đủ mọi điều, bị tấn công một tối ngủ không yên, bị quấy rầy, rồi chúng ta không có sự bình an, lo lắng sợ hãi, đó là sự áp bức, và Chúa Giêsu đem chúng ta ra hết mọi sự. Amen. Và Chúa nói rằng là năm này là năm tri âm. Amen. Chẳng đầy 2000 năm, Chúa Giêsu tiên bố năm tri âm đã đến rồi, là năm Chúa thực thi cái ơn lành của ngài, là giải phóng tất cả những người tội lỗi dưới quyền của Satan ra khỏi bệnh tật, ra khỏi sự rửa ra, ra khỏi tất cả mọi sự. Amen. Và Chúa đã giải phóng, và Chúa thành lập hội thánh của ngài. Amen. Chúa yêu hội thánh và Chúa chết thay cho hội thánh. Amen. Và Chúa bây giờ là đầu của hội thánh, phải vậy không? Và trên tất cả mọi sự. Amen. Có nghĩa là trên tất cả mọi sự. Chúng ta biết được ở trong Ephesos đoạn 1 thì chúng ta đã nhìn thấy rồi. Câu 20 này, câu 19 này: và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt ngài dành cho anh chị em, là những người tin theo những năng lực mạnh mẽ của ngài hành động. Đây là năng lực ngài tác động trong Chúa Cứu Thế, khiến con ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị bên phải Chúa Trời trên các tầng trời, trỗi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và thống trị, vượt cây mọi danh hiệu được tôn xưng trong cả đời này và cả đời đến nữa. Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu hội thánh. Hội thánh chính là thân thể ngài và sự đầy dẫy đầy trọn của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi người. Thánh Linh của Chúa làm cho Chúa Giêsu sống lại, đó là quyền năng vĩ đại siêu việt của Đức Chúa Trời tác động trong Chúa Cứu Thế Giêsu, làm cho ngài sống lại, và năng quyền đó trên muôn loài vạn vật, trên tất cả mọi quyền, cả trên trời lẫn dưới đất. Và Chúa Giêsu trở nên đầu của hội thánh, và hội thánh chính là thân thể ngài, là sự đầy đủ trọn vẹn. Amen.
của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Amen. Như vậy trong Chúa Giêsu của chúng ta có một địa vị cao trọng mà chúng ta là em của Chúa Giêsu. Chúng ta có tin này, chúng ta là em Chúa Giêsu không? Mà mẹ Hebra đoạn 2 câu số 10 nói rằng là Đức Chúa Trời muốn đem nhiều người trong vinh quang, và trong vinh quang đây Ngài khiến tác giả có sự cứu rỗi hoàn hảo trong sự thống khổ, để rồi Đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành con cùng một cha. Nên Ngài không hổ thẹn gọi Ngài là anh của họ. Amen. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi. Amen. Qua Chúa Thánh Giêsu, Ngài là đấng trả như vòng anh chị em, và anh chị em là con thứ. Amen. Và anh chị em là hậu thánh, và Chúa Thánh Giêsu là đầu của hậu thánh. Ngài hy sinh vì hậu thánh, Ngài lập hậu thánh. Nếu Ngài không hy sinh, không lập hậu thánh thì ngày hôm nay không có hậu thánh và chúng ta không có sự cứu rỗi. Amen. Nên vô cùng vĩ đại, vô cùng tuyệt vời, và đây là một cái sự huyền nhiệm mà chúng ta khó hiểu tận tường. Chỉ có thánh linh của Chúa Trời hướng dẫn bày tỏ thì chúng ta mới thấu hiểu được. Amen. Nếu không có thánh linh của Chúa Trời, chúng ta không thể hiểu thấu nó được. Nên cảm ơn Chúa. Chúa muốn đời sống của chúng ta là những người vợ, người chồng thì chúng ta phải làm theo lời của Chúa dạy dỗ đi đời sống của chúng ta. Amen. Hỡi các người làm chồng hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và phó thân Ngài vì hội thánh. Nên tôi nói những người chồng hãy yêu hội thánh và phó như Chúa Giêsu yêu hội thánh và phó chính mình cho hội thánh, thì người chồng hãy yêu vợ và sẵn sàng hy sinh vì vợ. Từ nay trở đi không cãi với vợ nữa. Từ nay trở đi không hơn thua với vợ nữa. Amen. Giống như chiên công trước mặt kẻ hết công được không? Được không ạ? Không mở miệng. Còn nếu mở miệng thì Chúa tha cho vợ của mình. Amen. Được không? Bởi vì có nhiều lúc vợ của mình đưa mình lên thập tự giá. Amen. Đây là cách giúp đỡ để mình chết. Phải không quý vị? Bởi vì một người vợ là người giúp đỡ mà. Nhiều lúc chấp giúp đỡ mà đưa lên thập tự giá luôn, để mình thật sự chết. Mà nếu mình chết thì sao? Chết như Chúa Giêsu thì làm để sống lại vinh quang. Amen. Cái người mà thật sự chết với Chúa, đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa, thì tôi nói rằng là này dễ vinh quang chứ không phải thiệt thòi gì đâu. Amen. Ông chị em, anh em có thấy thiệt thòi là xin gì vợ không? Nhiều lúc đã đưa mình lên thập tự giá sẵn sàng chết không? Paulo nói rất rõ là tuy vẫn sống, nhưng mà Chúa đưa tôi vào cái chỗ chết, để sự chết ở trong tôi, ở trong chúng tôi, và sự sống ở trong anh chị em. Nên cái người đầu hội thánh thì sẵn sàng chết vì hội thánh. Chúa Giêsu sẵn sàng chết vì hội thánh. Ngài không cãi vã, Ngài không hơn thua, Ngài không giận dữ gì hết. Ngài sẵn sàng yên lặng và anh chị chết trong thời gian. Amen. À, thì người lãnh đạo cũng sẵn sàng chết. Amen. Chứ cãi lộn với hội thánh thì sao? Thì hai bên đều chết hết. Tôi bị sát thì dẫn đến sự chết mà. Amen. Amen. À, cái người lãnh đạo chúng ta biết được rằng là ở dưới thì đủ loại đức tin, người thì đức tin lớn, người đức tin nhỏ, người không có đức tin vô tín, người sống trong đức tin nó đều hết. Nên là cái người ở trong hội thánh, người lãnh đạo hội thánh thì thường cũng hay bị ném đá, thường hay bị nói hành, thường hay bị vu khống, đủ mọi điều hết. Nhưng mà mình chết không có hơn thua, không cãi vã, không có gọi là đưa ra để rồi gọi là gì thảo luận để ai sai ai đúng thì không cần thiết đâu. Amen. Sẵn sàng chết. Amen. Nhưng mà họ thánh chúng ta cần phải trưởng thành để chúng ta bỏ qua những cái việc ném đá mục sư nha. Hãy cầu nguyện cho mục sư của mình nha. Amen. Bảo vệ họ thánh phục tùng Chúa cứu thế. Amen. Nên là phải có lời và cầu thay cho mục sư của mình, người lãnh đạo của mình, chứ không phải ném đá, không phải nói hành, không phải là gọi là mình là người nổi loạn để mà phá rối hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải phục tùng.
họ thắng. Họ thắng và bầu cử chưa cứu thế Giê-xu. Và người lãnh đạo cũng sẵn sàng chết. Nếu có hoàn cảnh xảy ra, người lãnh đạo cũng sẵn sàng chết đều thắng được sống. Nếu người lãnh đạo không chết thì họ thắng cũng chết luôn. Tôi thấy ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi nói Thiên Chúa mới được tái sinh thôi. Nhưng mà gia đình của mục sư, ông mục sư với lại 4 người con trai nữa là 5 người, coi như là không cái gia đình nào mà không đụng. Gia đình của mục sư là đụng hết tất cả các tín hữu, mà tôi thì đụng rất là nặng. Nhưng mà tôi sẵn sàng tha thứ và tôi vẫn tiếp tục nhóm lại thờ phượng Chúa, và tôi vượt qua cái sự thử thách đó, cái sự đau thương đó. Và tôi thật sự chết với Chúa và được sống lại với Chúa. Con người mà mới mới thật sự. Amen. Nên nếu mà người chồng giống Chúa Giê-xu sẵn sàng hy sinh cho vợ mình, mà sẵn sàng không bắt lỗi vợ, sẵn sàng không ăn thua với vợ, không cãi, không gia trưởng, không có cái gì hết đó. Việt Nam mình hay gia trưởng, rồi hay sống theo cái thời cổ kỷ kia, phong kiến kia. Mà lãnh đạo trong nhà của mình, nào thân của chúng cũng phong kiến, cũng là gia trưởng như vậy thì không đúng chân lý của Chúa Giê-xu chúng ta. Amen. Nhưng mà là người chồng là chúng ta biết được là chúng ta phải theo cái phong tục, theo cái tập quán của đất nước, theo cái cách sống của từng khu vực, nhưng mà chúng ta phải theo lời của Chúa Trời. Amen. Nên bây giờ phải hở cái thông, hãy giống Chúa Giê-xu sẵn sàng hy sinh cho Chúa, bởi vì Chúa Giê-xu sinh ra là một người nam. Và cảm ơn Chúa, quý ông là một người nam. Em của Chúa Giê-xu phải theo gương Chúa Giê-xu chứ không theo gương bác sư An. Amen. Amen. Tôi đó nói là hãy bắt chước tôi, nhưng tôi là bắt chước Thánh Linh. Amen. Hãy bắt chước tôi, nhưng tôi là bắt chước Thánh Linh. Những người lãnh đạo hãy kêu vào Thánh, hãy bắt chước tôi như tôi là bắt chước Thánh Linh. Mà thật sự tôi đã bắt chước Thánh Linh rồi, mà tôi sống giống như Thánh Linh. Amen. Thì chúng ta sẽ kêu vào Thánh của Chúa sẽ bắt chước tôi như tôi bắt chước Thánh Linh. Amen. Thì Thánh của Chúa rất là tuyệt vời, phải không? Quá tuyệt vời. Họ chỉ cần làm cho hãy yêu vợ như Chúa hay yêu hội thánh và hiến thân ngài vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Và sau khi đã thân tẩy bằng nước và đạo để đình ra chính ngài một hội thánh minh quang, không thì ố không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn mỹ. Để thánh hóa hội thánh, Chúa Giê-xu chết vì hội thánh, hy sinh vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Amen. Rồi để cho hội thánh của Chúa là hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, và thánh sạch không trộn ra được. Amen. Amen. Quý ông sẵn sàng được thánh hóa và đem được thánh hóa trong gia đình của mình không? Để gia đình của mình là gia đình vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi nhất như vậy mà thánh sạch không trộn ra được không? Sao im lặng quá vậy? Amen. Phải quá đúng. Quá đúng không ạ? À? Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy mà. Trong ngày tôi những câu nhất thứ 7 thì Phaolô có nói về những người mà có vợ mà vợ chưa đi Chúa. Nhưng mà qua đời sống của mình ấy, thì sao? Vợ cũng được thánh hóa. Amen. Vợ cũng được thánh hóa, và con cái của mình không ảnh hưởng cái sự dơ bẩn. Amen. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Có nhiều người bỏ việc, người ta thắc mắc bây giờ hai vợ chồng như vậy thì con cái sinh ra nó ô uế sao, như thế nào? Nhưng mà chính mình là người được thánh hóa, được trong sạch, là đền thờ của Đức Chúa Trời, là của lễ sống và thánh, thì mình ngủ với vợ thì vợ mình cũng được thánh hóa. Amen. Và con của mình sinh ra cũng được thánh hóa. Amen. Nên chúng ta đừng có lo vấn đề này. Amen. Mà nên cái người chồng là vô cùng quan trọng. Đối với người nữ cũng vậy, nếu người chồng chưa đi Chúa thì chính mình cũng là một người được thánh hóa, trở thành là
một nhân vật vô cùng quan trọng trong hội thánh của Chúa, đúng không ạ? Là một chi thể trong thân của Chúa, thì chúng ta phải là người thánh khiết thật sự và đem lại cái sự thánh hóa trong cả gia đình của mình. Để rồi Chúa Giêsu chết đổ huyết, thánh hóa dùng nước và lời để mà thánh hóa hội thánh của Chúa. Để hội thánh của Chúa mới hiện, không mấy công nhân không đi giống như mày mà thánh thật không chỗ trách được trước mặt của Chúa. Có nghĩa là hội thánh của Chúa hoàn toàn kỹ mỹ, hoàn hảo, thánh thiết vô cùng tuyệt, bởi vì Chúa Giêsu chết đổ huyết thánh hóa hội thánh. Mà qua Chúa Giêsu thánh linh đến để thánh hóa hội thánh, và hội thánh được trở nên không tỳ không huyết trước mặt của Chúa. Hội thánh của Chúa là chúng ta có sẵn sàng để chờ đón Chúa Giêsu trở lại không? Và thánh linh đến ở với chúng ta. Ngài đến ở với chúng ta, Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài dẫn dắt rồi Ngài chỉ dạy từng chút để chúng ta bước vào trong lẽ thật, trong lời của Chúa Trời, để chúng ta là một cô dâu chính khiết trước mặt Chúa Giêsu. Nhờ Ngài Chúa Giêsu trở lại, nhờ Ngài Thánh Linh trở lại, thì hóa thánh của Chúa phải vinh hiển, không bén, không nhăn, không chi, giống như vậy, và thánh sạch không chỗ trên đường. Amen. Amen. Nên chúng ta không có trở lại con đường cũ nữa, không trở lại con người xác thịt nữa, mà chúng ta phải là một con người được thánh hóa và tiếp tục trong sự thánh hóa. Như Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 23, nguyện Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm linh hồn và thân thể anh chị em được giữ vẹn cho đến ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Amen. Như vậy ba phần trong chúng ta, linh hồn và thân, được thánh hóa hoàn toàn và được giữ vẹn cho đến ngày Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Chẳng mà hôm nay được thánh hóa, rồi ngày mai chúng ta là trở lại trong sự ô uế. Hôm nay được tái sinh, ngày mai chúng ta là phạm tội trở lại. Và chúng ta cứ sống như thế, ăn năn rồi phạm tội rồi ăn năn, rồi được thánh hóa, rồi dơ bẩn rồi được thánh hóa, rồi được trở lại dơ bẩn như vậy. Chúa không đẹp lòng chút nào. Chúng ta nhớ lại Gia-cốp, Chúa đặt tên ông là Israel. Từ nay cho đến ngươi là Israel, chứ không còn là Gia-cốp nữa. Bây giờ ngươi là hoàng tử, chứ không phải là kẻ lường gạt nữa. Nhưng mà sau đó rồi cũng là Gia-cốp, cũng Gia-cốp trở lại. Nhưng mà một vài lần chúng ta thấy từ đoạn 33 ra đi, một và làm sao là gọi là Israel, chứ không còn gọi là Gia-cốp nữa, không còn là kẻ người gần nữa, nhưng mà họ tưởng nó cái lời. Amen. Nên chúng ta có thể có phạm vài ba lần gì đó và chúng ta phải biết được khi chúng ta có phạm, Chúa đau lòng như thế nào, chúng ta đau xót như thế nào, đau đớn như thế nào, và chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, xứng đáng là hội thánh của Chúa mà Chúa đã rửa sạch tà huyết của Ngài. Chúa được thánh hóa bởi thánh linh của Chúa Trời. Amen. Và chính hôn nhân, gia đình của chúng ta, người chồng phải là một người đầu tiên là người được thánh hóa và đem sự thánh hóa cho gia đình của mình, và là một người giữ được cái sự thánh hóa cho đến ngày cuối cùng, giữ gia đình của mình cho đến ngày cuối cùng. Và chúng ta biết được rằng là Chúa sẽ đổ phước, Chúa sẽ sức dầu trên đầu Aaron chảy xuống râu trong áo người. Amen. Amen. Chúa là sức dầu cho Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đầy dẫy của Thánh Linh thì Ngài tuyên bố là Ngài được sức dầu bằng Thánh Linh của quyền phép. Nên hội thánh của Chúa qua ngày lễ cuối cùng, hội thánh của Chúa được bắt tên bằng Đức Thánh Linh, có nghĩa là hội thánh của Chúa cũng đã được sức dầu bằng Thánh Linh của quyền phép rồi. Amen. Chúa Giêsu đem sự giải phóng, đem sự tự do cho tất cả tội nhân. Và chúng ta bây giờ nối gót Chúa Giêsu, chúng ta tiếp tục đem sự tự do cho tất cả những người chưa biết về Chúa Giêsu. Họ vẫn đang ở trong sự nô lệ của tội lỗi của ma quỷ, họ đang ở trong bệnh tật, ở trong sự lúa xả, ở trong nghèo thiếu, bị tấn công đủ mọi bề, họ khổ khổ vô cùng. Có nhiều người giàu có vẫn khóc, có nhiều người giàu có nhưng mà không có hạnh phúc được, họ ở trong sự đau khổ tận cùng. Và bây giờ chúng ta phải là con người đem cái sự giải phóng cho tất cả những người ở trong tội lỗi, để mở mắt họ, đem họ từ nơi vô tâm đến nước sáng lắm, từ quyền lực của quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời,
Bởi đức tin đó là họ được tha tội, hưởng được sự sống đời và đồng hưởng cơ nghiệp cùng các thánh thần. Amen. Chúng ta phải đem họ ra khỏi đường hướng của thật. Và hôn nhân của chúng ta phải là một hôn nhân gương mẫu, bởi vì hôn nhân của chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa có thánh linh của Chúa lãnh đạo. Chúa Giêsu luôn luôn là đầu và hội thánh là đấng lãnh đạo, và chúng ta đang ở trong một chế độ là thần quyền. Amen. Amen. Gọi là thần chủ chứ không phải là nhân chủ đâu. Không phải là nhân quyền nhưng mà là thần quyền. Ở trong sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, hội thánh đầu tiên là hội thánh mà dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, dưới sự chỉ đạo của Đức Thánh Linh. Nhưng mà khi mà nhân quyền lên, khi giáo hoàng lên ngôi và như vậy đẩy lùi thánh linh của Đức Chúa Trời ra khỏi hội thánh của Chúa và con người, bắt đầu hội thánh bắt đầu không còn sự sống nữa, không còn quyền năng và phép lạ nữa, không còn cái gì mà gọi là ca siêu, không còn cái gì gọi là mầu nhiệm nữa, đó vì con người lãnh đạo rồi. Ngày hôm nay cũng vậy, hội thánh nào được thánh linh lãnh đạo, người lãnh đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh, người lãnh đạo hiểu biết lẽ thật, thì hội thánh đó sống, bởi vì thánh linh sự sống ở trong hội thánh đó. Còn nếu hội thánh nào có người lãnh đạo, một sinh lãnh đạo mà không có thánh linh Đức Chúa Trời thì hội thánh nó không có sự sống. Lúc này hội thánh có một cái rằng là bây giờ chúng ta không còn bị đón phạt nữa, thì Chúa Giêsu chịu hết cho chúng ta rồi. Amen. Nhưng mà câu 2 là cái câu vô cùng quan trọng, vì luật có thánh linh sự sống giải phóng tôi ra khỏi luật có tội lỗi và sự chết. Amen. Luật có thánh linh sự sống giải phóng tôi ra khỏi luật có tội lỗi và sự chết. Nên là những người theo thánh linh, bước theo thánh linh dưới sự dẫn dắt của thánh linh lại sống, bởi vì thánh linh là dòng sông sự sống mà Chúa Giêsu đã nói trong đoạn bài của dân. Ai tin ta thì sông nước hàng sống nó chảy ra một người ấy. Không à, y như Kinh Thánh đã chết vậy, Ngài nói điều đó chỉ vì Đức Thánh Linh mà ai đi nào sẽ nhận lên. Nên chúng ta phải bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không phải bước theo nó xác thịt, bước theo một con người, nhưng mà phải theo Thánh Linh của Chúa, bởi vì Thánh Linh biết được Đức Chúa Trời, cả sự sống hiện của Đức Chúa Trời nữa. Amen. Nên ai bước theo Thánh Linh thì sống, bước theo xác thịt thì chết. Họ đã bước theo Thánh Linh thì sống, bước theo xác thịt thì chết. Amen. Nên là có Thánh Linh lãnh đạo trong này chúng ta vô cùng sung sướng rồi, không? Phước lành vô cùng rồi, phải không? Muốn đi tìm chỗ nào nữa không? Nơi nào có thánh linh, nơi đó có sự tự do. Amen. Chúa là thánh linh đâu? Ở đó có sự tự do. Amen. Trong thánh linh chúng ta có sự tự do. Amen. Và chúng ta không còn nô lệ cho gì, cho ma quỷ, cho xác thịt, cho thế gian này nữa. Và chúng ta là người hoàn toàn được tự do. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu chịu chết vì hội thánh. Thánh hóa hội thánh sau khi đã thân tẩy bằng nước và đạo, để trình ra cho chính Ngài một hội thánh tinh quang, không tỳ hố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn mỹ. Cũng thế các người chồng phải yêu vợ như chính bản thân, chồng yêu vợ là yêu chính bản thân mình, chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng chăm sóc nó. Chúa có thế cũng nuôi dưỡng chăm sóc hội thánh vậy. Vì chúng ta là các phần của thân thể nào. Vì lý do này, đàn ông hãy lìa cha mẹ và cái thịt của vợ mình và cả hai thành một thân. Amen. Chúng ta có một gia đình, chúng ta có một hôn nhân. Và Chúa nói rằng là người chồng phải lìa cha mẹ và cái thịt với vợ mình cả hai trở thành một thân. Có một gia đình mới. Đừng để phía bên ngoài bước vào trong hôn nhân, trong gia đình của chúng ta mà gây rối gia đình của chúng ta. Amen. Amen. Chúa không nói cha với con là một trong xác thịt. Anh chị em mình với mình là một. Nhưng mà Chúa nói là vợ với chồng là một thịt. Amen. Yêu chính bản thân của mình, lo cho bản thân của mình đầy đủ thì phải yêu vợ giống như yêu bản thân của mình vậy. Amen. Và hôn nhân, chúng ta cần phải giữ cái hôn nhân của mình, đừng để phía bên ngoài xâm nhập vào hôn nhân của chúng ta. Quý vị có hiểu cái này không? Có nghĩa là ông chồng nó nghe
mẹ của mình, cha của mình nói gì đem vào cái hôn nhân của mình, làm cho tung cái hôn nhân của mình lên, rồi hai vợ chồng cãi nhau không sợ. Bây giờ nghe vợ hay là nghe cha mẹ, hay là cái vợ xúi dục vợ làm điều này điều kia, như vậy thì có phải là gia đình của mình với mình là một, hay là mình với chồng mình là một? Chúng ta đương nhiên chúng ta phải không lợi, chúng ta phải tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình, cha mẹ, hiếu kính cha mẹ. Nhưng mà những cái điều gì đó nó là đổ ở hôn nhân của chúng ta thì chúng ta cứ từ và không đem vào hôn nhân của mình. Được không? Được không ạ? Những người lớn tuổi, những người cha người mẹ chúng ta thông cảm nha. Đừng có suối con mình nên là thôi mà thấy nó không có vừa lòng, thôi bỏ nó đi. Đừng có bao giờ gây cái sự không này. Vì Chúa Giêsu tuyên bố rằng là những người mà Đức Chúa Trời đã có hiện thì không ai được quyền phạm rẻ. Amen. Amen. Nên là những người cha người mẹ, những người anh chị em bên ngoài, nhiều lúc thấy thì bà chị dâu cũng dễ ghét, thấy ông anh rể dễ ghét lắm, là thấy người con dâu rồi con rể không thích chút nào. Nhưng mà họ có một gia đình riêng, họ phải làm chủ gia đình của họ. Amen. Theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời, không phải vì ý riêng của mình, vì cái gì đó không vừa lòng mình là mình đã nên ghét ngỏng và cho nên nhiều điều nó không tốt cho hôn nhân của con cái của mình. Amen. Nên những người hãy giữ hôn nhân, hãy xây dựng hôn nhân của mình giống như là hội thánh văn phục Chúa cứu thế. Chúa cứu thế yêu hội thánh thế nào thì chồng yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh, bị sinh cho hội thánh và vợ cũng phải văn phục chồng trong mọi sự như hội thánh văn phục Chúa cứu thế. Amen. Amen. Và chúng ta đừng để những cái gì bên ngoài mà đem vào hôn nhân của chúng ta, gây rắc rối cho hôn nhân của chúng ta, thì chúng ta nên chắc đi mình đang giải quyết với người bên ngoài. Tức là đối với cha mẹ thì chúng ta hiếu kính cha mẹ, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta chỉ ở với cha mẹ khoảng 20 năm thôi, phải vậy không? Còn ở với vợ với chồng mình là suốt cuộc đời. Amen. Amen. Nên phải vô cùng quan trọng hôn nhân, bởi vì Chúa nói với hôn nhân với hội thánh, so sánh hôn nhân và hội thánh, Chúa Giêsu là đầu và chồng cũng là đầu của vợ. Amen. Hội thánh vâng phục Chúa cứu thế thì vợ phải vâng phục chồng trong mọi việc, chồng phải yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh và hiến thân mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Thì người chồng nó phải làm thế nào vững vàng trong đức tin của mình để làm cho hôn nhân của mình luôn luôn được thánh hóa, được thánh sạch. Amen. Amen. Bởi vì nhiều lý do xảy ra bởi vì người chồng nó sống không ra gì hết, nghĩ lo cho bản thân của mình, rồi ngoại tình, rồi yêu con này với cô khác, rồi cái người vợ chịu hết nổi rồi cũng ngoại tình luôn, chơi luôn. Như vậy thì mình làm cho hôn nhân nó đổ vỡ luôn mà không còn cái tình yêu hôn nhân nữa. Nên cái người chồng mà hy sinh giống như Chúa Giêsu hy sinh thì tôi tin chắc là người vợ sẵn sàng vâng phục. Amen. Amen. Nhưng mà ở đây Chúa nói là vợ vâng phục trước nha. Amen. Trong đoạn kinh thánh này vợ vâng phục trước. Và cuối cái câu kinh thánh này là mỗi người trong anh chị em hãy yêu thương vợ như chính thân mình và vợ cũng phải kính trọng chồng. Amen. Người chồng luôn luôn cần phải kính trọng vợ, đừng có bao giờ nói những lời chê bai, nói những lời hại nhục người chồng của mình, bởi vì người chồng họ luôn luôn muốn vợ tôn trọng chồng. Amen. Trước mặt đám đông đừng bao giờ nói những cái lời xỉ nhục chồng của mình, làm cho chồng mình mất giá trị. Nhiều người nắm lại lên là không kể gì hết, coi như là xác thịt là từ lòng phủ đổ ra đầy tràn luôn. Không nên như vậy. Amen. Và chúng ta là người thắng của chúng ta, nhớ chúng ta là người thắng của Đức Chúa Trời, chúng ta là chi thể trong thân thể của hội thánh Chúa, và Chúa Giêsu là đầu và Ngài đã chuộc chúng ta, Ngài đã thánh hóa chúng ta. Thì mỗi người, cả người nam người nữ, người cha người mẹ, người chồng người vợ, con cái, chúng ta cần phải hiểu được rằng là chúng ta là dòng thánh, dòng thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Thì đó rằng là anh chị em được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời là cha. Rồi qua đoạn 2 câu 9 thì ông nói rằng là anh em là dòng giống được lựa chọn, có nghĩa là Đức Chúa Trời lựa chọn.
được thánh hóa để phong phục. Có nghĩa là anh em trở nên một dân thánh, dân thuộc riêng biệt Chúa Trời. Có nghĩa là qua Thánh Linh anh em là một dân thánh, dân thuộc riêng biệt Chúa Trời. Và qua Chúa Giêsu chúng ta trở thành là chức thầy tế lễ và vua. Amen. Chức thầy tế lễ và vua. Có nghĩa là Chúa Giêsu là vua thì chúng ta là chức thầy tế lễ và vua, là chức thầy tế lễ cho toàn thế giới chứ không phải chỉ là Việt Nam mà thôi. Chức thầy tế lễ của Israel là người Lê-vi. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không phải là người Lê-vi, nhưng mà Chúa Giêsu là người Giu-đa. Nhưng mà Ngài trở thành chức thầy tế lễ thượng phẩm theo dòng Melchizedek, tức là dòng của vua, vua hòa bình và vua công chính. Amen. Chúa Giêsu là dòng dõi của vua hòa bình và vua công chính, dòng dõi của Melchizedek. Thì chúng ta là dòng dõi của Chúa Giêsu, cũng là thầy tế lễ nhà vua theo dòng của Chúa Giêsu là dòng của vua. Amen. Nên chúng ta trở thành là chức thầy tế lễ trên toàn thế giới cho các dân tộc luôn, chứ không phải là chỉ Việt Nam mà thôi. Amen. Nên chúng ta là vô cùng giá trị, cái vụ rất là lớn lao. Nên chúng ta phải sống một đời sống rất là tuyệt vời ở trong Chúa. Việc nhiệm này thật vĩ đại. Tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hậu Thánh. Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính thân mình, và vợ cũng phải kính trọng chồng. Việc nhiệm này thật vĩ đại. Amen. Đây là một sự mầu nhiệm vĩ đại vô cùng, lớn lao vô cùng. Và Hậu Thánh và Chúa Giêsu là sự mầu nhiệm rất là vĩ đại. Nên Ê-phê-sô đoạn 3 nói về sự mầu nhiệm mà đã được giấu từ các đời trước chưa có bày tỏ ra, nhưng bây giờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ qua các sứ đồ và các tiên tri. Và sự mầu nhiệm này chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và qua Chúa Cứu Thế Giêsu, dân loại và dân Do Thái đều hiện lại là một thân và hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Đây là sự mầu nhiệm dân Israel không hiểu, và biết bao nhiêu người đời trước cũng không hiểu. Phải không? Dân Israel chỉ nghĩ mình là dân thánh thôi, dân được tuyển chọn thôi. Nhưng mà đến giờ này Chúa chọn những người gọi dân ngoại và cùng với dân Israel, ai tin nhận Chúa trở thành một thân thể là hậu thánh, mà Chúa Giêsu là đầu và hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nên vợ phải quân phục chồng, chồng yêu thương vợ, hậu thánh quân phục Chúa, và Chúa yêu hậu thánh, hy sinh cho hậu thánh. Thì chúng ta hãy làm trọn mọi điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta trong sáng hôm nay, trong lời của Đức Chúa Trời sáng hôm nay. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng đây, chúng ta chung nhau trong sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Xin tất cả Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta. Xin tất cả Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta. Có vì mình sai trật, chúng ta hãy hết lòng cảm ơn Chúa. Hãy hết lòng cảm ơn Chúa. Chúa thánh hóa chúng ta, Chúa tẩy sạch tất cả của chúng ta. Hãy đứng vào cái địa vị của mình, vì chồng, vì vợ, hãy đứng vào địa vị của mình. Chúa Cứu Thế Giêsu đang đứng vào cái địa vị của mình. Đấng Cứu Thế của Hậu Thánh và lòng đầu của chúng ta, hãy đứng vào cái địa vị đó và ngài sống đúng với cái địa vị của mình. Amen. Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, chúng con tạ ơn Ngài vô cùng, vì Ngài đã hy sinh cho hậu thánh của Ngài, và Ngài thiết lập hậu thánh của Ngài, Ngài cứu hậu thánh của Ngài, Ngài thánh hóa hậu thánh của Ngài. Và ngày hôm nay hậu thánh của Chúa có mặt tại nơi đây. Cảm ơn Chúa Giêsu dùng huyết của Ngài thánh hóa hậu thánh của Chúa. Và cảm ơn Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng quyền năng của Ngài, sự thánh khiết của Ngài để thánh hóa hậu thánh, hầu cho linh hồn thân thể của chúng con được thánh hóa hoàn toàn. Chúng con cảm ơn Ngài. Và qua đó, bài học của Chúa Giêsu, gương mẫu của Chúa Giêsu để chúng con áp dụng trong hôn nhân của chúng con, trong gia đình của chúng con. Và người chồng phải yêu vợ như chính bản thân của mình, và yêu vợ như Chúa Cứu Thế đã yêu hậu thánh và tố chính mình vì hậu thánh. Đúng như vậy, nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố chúc phước cho những người nam là những người chồng. Và ngay từ giờ này,
lời của Đức Chúa Trời đến trên đời sống của họ, lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy sự sống động để bắt buộc họ, để họ bắt buộc làm theo ý chỉ của lời Đức Chúa Trời, để họ thật sự là một người chồng tốt, là người cha tốt, để họ trở thành một chi thể trong một thánh tốt, và người lãnh đạo là người mà lãnh đạo một thánh của Chúa giống như Chúa Giêsu. Và vậy con cầu xin Đức Chúa Trời ban sức mới cho họ, ban thêm năng lực mạnh mẽ cho họ để họ có thể làm được mọi điều, để họ có thể không sống theo xác thịt nhưng mà sống với thánh linh của Đức Chúa Trời. Họ nhờ cậy thánh linh của Chúa làm chứng những việc làm của xác thịt để họ được sống và đem cái sự sống cho gia đình của mình, đem cái sự sống cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con gặp cái bóng đêm gặp nước, chúng con đã chết với Chúa Giêsu, đã chôn với Chúa Giêsu con người xác thịt, con người cũ, con người còn lâu đó rồi, và chúng con sống bằng con người mới giống Chúa Giêsu của chúng con. Chúng con sẽ thề nói với Chúa rằng chúng con như chim nhập cái nhà làm tiền, như chim công nhận trước mặt vẻ hết lòng. Chúng con không mở miệng, chúng con không ân tư với vợ, không ân tư với người khác, mà sáng thề có thể câu chuyện xin chào ta cho họ vì họ không biết điều họ là. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Thánh Linh ơi, những người đó, những người trong một đất nước chúng trong một xã hội này phải trở thành người giống Chúa Giêsu. Chúa thể nào chúng con thể ấy trong thế gian này. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Hallelujah. Và bây giờ con công bố rằng là chúc phúc cho người nữ, chúc phúc cho người vợ. Ôi bà vợ thấy được tình yêu thương của người chồng sẵn sàng nhịn nhục, sẵn sàng tha thứ bỏ qua và không có thua với mình, thì người vợ thật sự là một người đau thương, tôn trọng chồng của mình và không gì để nói nữa, là thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ người vợ, sẽ làm bất phục chồng mình và giúp đỡ chồng mình trong mọi sự. Còn cả các ngày để rồi hôn nhân hạnh phúc, hôn nhân trở nên gương sáng cho thế gian. Khi chúng con yêu nhau thì mọi người sẽ biết chúng con là môn đồ của Chúa Giêsu. Đúng như vậy, tình yêu của Ngài tràn đầy cái hôn nhân, tình yêu của Ngài tràn đầy cái hồn thánh. Chúa yêu hồn thánh, Chúa cứu hồn thánh, Chúa thánh hóa hồn thánh, thì xin Chúa còn tiếp tục yêu thương hồn thánh, yêu cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài đã phán với chúng con rằng ta yêu con bằng tình yêu đời đời, cho đến bây giờ ta bằng bền lòng yêu con. Ngài yêu những kẻ thuộc về cái thế gian này cho đến cuối cùng. Chúng con cầu xin tình yêu của Ngài rửa sạch, tình yêu của Ngài thánh hóa, tình yêu của Ngài cũng tri tình tất cả những sự thương tổn trong tâm lòng của quý ông bà chị em chúng con, là những người đang được Đức Chúa Trời trong hội thánh bay ra đây. Thì ngay bây giờ Ngài thánh hóa, Ngài tri tình tất cả những sự thương tổn, bởi vì họ chưa hiểu biết về hôn nhân cho sâu nhiệm, nên bây giờ con cầu xin lời Đức Chúa Trời đến và họ hiểu được bổn phận của mình, người chồng người vợ như thế nào, những gì nữ tổ trong những ngày được rửa sạch, được thánh hóa ngay thời giờ này, và được tri tình ngay thời giờ này, và sự sống trong thánh linh tu tràn trên từng người một, từng người một, để rồi hậu thánh của Chúa dưới sự vâng phục Chúa cứu thế Giêsu, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, thì chồng là đầu và vợ là thân, và tiếp tục giống Chúa cứu thế Giêsu và hậu thánh. Chúng con tin rằng trong những ngày đến, hậu thánh của Chúa sẽ tuyệt vời hơn nhiều, tuyệt vời hơn nhiều vì lời Chúa Chúa Trời, vì thánh linh của Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, và thì giờ này chúng con xin Chúa tha thứ sự yêu đuối, những tội lỗi của chúng con, Ngài rửa sạch chúng con bằng huyết của Ngài để chúng con được thánh hóa. Chúng con đồng giữ vấn và chén của Chúa, chúng con được giao thông với thân và huyết của Chúa, cùng chết cùng chôn và cùng sống lại với Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa thánh hóa bánh và chén này và ban phát cho mỗi một chúng con. Nhưng Chúa Giêsu nói đây là bánh, đây là chén, là ban cho các con. Và Phaolô ông cũng nói rằng là tôi đã nhận từ nơi Chúa và tôi đi truyền lại cho các con. Đúng như vậy, chính Ngài là đấng ban thanh bánh và chén cho mọi một chúng con. Và chúng con là những người nhận được kiếm Chúa. Xin sự hiện diện của Ngài ở đây với chúng con, sự hiện diện của Ngài ở đây với chúng con, cho chúng con nhớ là sự đau khổ mà Ngài đã chịu. Và trong cái sự đau khổ này, trong cái sự thương khó này, trong sự chết của Chúa Giêsu, thì Kinh Thánh ghi rằng là Ngài hoàn hảo trong sự thống khổ, Ngài không có một lỗi nào cả, không có một vết nào cả khi Ngài chịu khổ và chịu chết.
qua đó huyết của Chúa Giêsu có hiệu lực muôn phần hơn, rửa sạch lương tâm chúng con ra khỏi những tội nghiệp chết để hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con dâng thì giờ trọn thể này trong tay toàn năng của Chúa Giêsu. Xin tiếp tục lan tỏa bánh và chén cho mọi chúng con. Chúng con hết lòng và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.